Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng Quân Vlog của cùng các bạn lại nói về câu chuyện cây vải thiều Lục Ngạn nha. Thì mình cũng hôm nay là được 4 5 ngày, 5 ngày. Nay 5 ngày mình đi lại sang vườn các bạn ạ. Cho nên là mình đi cùng Quân bán củi Vlog cùng tham quan một vòng vườn vải Thanh Hà nhà mình nha. Nên là các bạn lưu ý cho mình là theo như mình dự đoán thì là đến nay là được mình khoanh được chục ngày các bạn, được 10 ngày thì mình thấy cái hiện tượng là cái lá vải nó xuống ngả màu một chút rồi nha các bạn ơi. Này không còn xanh đẫm nữa nha, các bạn nhìn rõ chưa đấy, để mình cho camera ra đằng sau cho các bạn nhìn nhé. Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng Quân Vlog của cùng các bạn lại nói về câu chuyện cây vải thiều Lục Ngạn nha. Thì mình cũng hôm nay là được 4 5 ngày, 5 ngày. Nay 5 ngày mình đi lại sang vườn các bạn ạ. Cho nên là mình đi cùng Quân bán củi Vlog cùng tham quan một vòng vườn vải Thanh Hà nhà mình nha. Nên là các bạn lưu ý cho mình là theo như mình dự đoán thì là đến nay là được mình khoanh được chục ngày các bạn, được 10 ngày thì mình thấy cái hiện tượng là cái lá vải nó xuống ngả màu một chút rồi nha các bạn ơi. Này không còn xanh đẫm nữa nha, các bạn nhìn rõ chưa đấy, để mình cho camera ra đằng sau cho các bạn nhìn nhé. Rồi ok các bạn nha. Đây mình sẽ cùng các bạn đi review cùng xem lại cái khu vườn Thanh Hà của Quân bán củi Vlog nha các bạn nhé. Nay thì là nay mười mấy nhỉ các bạn nhỉ? Mình quên. Bây giờ nay bao nhiêu? Nay chợ 25. 25 tháng 9 các bạn ạ. Đấy, tức là thứ hai ngày 14 tháng 10. 14 tháng 10 dương lịch thì mong các bạn cùng xem và cùng chia sẻ nhé các bạn nhé, cùng chia sẻ làm vườn cho cùng nhau biết nhé các bạn nhé, chứ mình không giấu giếm gì đâu nhé. Hiện tượng là của mình là đây nhé các bạn, đây nhìn ở camera thế thôi nhưng mà nó đỏ, nó vàng rồi các bạn ạ. Đây này, đấy lá ngả này, đây nha các bạn nhé. Đây là những lốt khoanh của mình thì thực chất là nó khá đau luôn các bạn ạ. Đây, nhìn này, ngả màu nha các bạn nhé. Các bạn nhớ khoanh cho mình phải thấy ngả màu vàng một chút nhé. Và giống vải này nó phải ưa khoanh đau các bạn ạ. Thế cho nên các bạn hãy lưu ý cho mình là không sợ, khoanh đừng sợ nó chết các bạn nhé. Hãy cùng mình tâm sự và nói chuyện là làm vườn các bạn ạ. Hôm nay thì mình sang vườn để xem lại thôi. Thì nó cũng có vài cây mình khoanh nó kiểu như là nó bị sót từng chỗ một ấy, thì mình lấy cái vét mình vét lại các bạn ạ. Thế cho nên là bây giờ nó vào năm rồi thì là nó phải cuối tháng này thì những cây có thể là nhú như mấy hôm trước nhú ở đây nha các bạn nhé. Đây nhú này, nhú đây nhưng mà cái lọc này không thể ra được nha các bạn nhé, nó vàng này không thể ra được đâu các bạn nhé, nó sẽ chết ngay, bây giờ nó sẽ rét là chết ngay. Alo. Ờ gì em ơi. Nhà anh chắc không chào này mà thuê bán hay gì đâu. Ờ rồi có gì anh bảo nhà anh nhận điện, anh thì có mấy khi anh nhập đâu. Ờ rồi rồi. Đấy các bạn ạ, lúc đang có điện thoại. Nha, các bạn nhớ cho mình nhé. Đây này nó vàng đây này. Các bạn nhá, lá không còn xanh nữa. Đây phải quay tầm này các nhìn mới thấy này. Đây nha các bạn nhá. Đấy. Thế cho nên các bạn hãy yên tâm. Nếu mà làm vườn này mà khoanh ấy, mà những cái kỹ thuật nào mình chia sẻ cho các bạn biết ấy, thì các bạn yên tâm đi.
Bởi vì mình chết thì mình có làm thì mình sẽ chết trước và có thể là mất vụ trước các bạn. Thế cho nên các bạn không có gì phải lo cả. Đấy. Mình là mang tính chất là làm những cái video này làm vườn để học hỏi cùng anh em thôi nhé. Chứ không gọi là làm cái khoe tài hay là câu like, câu view gì đâu các bạn ạ. Cho nên là các bạn thì xem cứ gọi là cứ có thấy hay thì cố chia sẻ cho, đăng ký kênh ủng hộ cho Quân Bán Củi Vlog hả? Có nhiều động lực làm nhiều video mới cho các bạn và chia sẻ những cái video bổ ích cho các bạn cùng nhau tham khảo làm vườn cùng Quân Bán Củi đúng không? Đây nha các bạn nha, hiện tượng là đấy các bạn nha, mình không sợ đâu. Nếu mình sang hôm nay mình sang vườn là được nửa tháng nhá các bạn nha. Đây các bạn, mình zoom gần lại cho các bạn nhìn này, lá này nha, đấy nha các bạn nha, không phải là bệnh đâu nhá. Đây này, vẫn xanh ngắt đây này, nhưng mà nó sẽ xuống dần này các bạn nha, không sợ chết đâu. Đấy các bạn ạ, đây là mình cho xem lại này, cái cây này nó đây này, nhìn lớp khoanh của mình như này, thấy chưa? Đừng thương tiếc em làm gì, đầu này phải cho em ăn nuôi em lớn xong lại cắt cổ em đi thì mới được nhé các bạn nhé. Đấy, có một loài cây nó phải thế ấy, đúng không các bạn? Nuôi chăm thật tốt tươi. Đấy, lọc lá phun sâu cẩn thận, đẹp tươi, xinh tươi đàng hoàng, xong lại cắt cổ em hạ em về màu một màu vàng ngay. Đấy các bạn ạ, xong lại hồi sức cấp cứu. Đấy, cho nên các bạn là có yên tâm mình đây các bạn nhé, thấy chưa, hôm sang rất xanh nhá, thực sự đã teo và đen xí nha các bạn nhé. Đấy các bạn yên tâm đi, thấy chưa, rồi yên tâm đi nhá. À, thấy chưa, đây thấy chưa, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đúng không các bạn, thấy chưa, chuyển màu vàng hết rồi nha các bạn nhá. Mình chỉ cần xuống màu hơi màu lá gừng cái là ok ngay. Đây chuẩn men này các bạn ạ. Đấy, cứ như thế này đi mình mới thích nhá các bạn nhá, mình lại không thích xanh đâu, con cây xanh xanh phức tạp lắm nhá. Đây các bạn ạ, còn bộ xuống hết nhá các bạn nhá, lá xuống này. Đấy các bạn yên tâm nhá, cứ khoanh với mình. Và cái thứ hai là hôm nay là 25 tháng 9 các bạn nhỉ, cố gắng đi các bạn ơi, chỉ còn nhanh chậm chục ngày nữa nha các bạn nhé, nhanh chậm chục ngày nữa. Những vườn vải nào ra lọc là ra lọc, mà là đứng im là đứng im nha các bạn nhé. Sang tháng 10 cấm được ngó nghiêng đấy, đừng để nảy mầm nhá, tháng 10 là phải ban nhá các bạn nhé, mới kịp đấy. Mình thì đây các bạn nhé, mình quay gần sắp hết vườn luôn, quay zoom gần cho miết này này, thấy chưa, thấy lá rồi, mỡ thế thôi nhưng mà nửa tháng rồi đấy các bạn này, chuyển màu hết nha các bạn nhé. Đấy thấy chưa, cho nên các bạn là cứ yên tâm, không có gì phải lo lắng gì cả, mình làm được thì các bạn cũng làm được, cái này không có gì khó nhé các bạn nhé. Alo, nhà em xuống ơi. Đây nhờ các bạn nha. Đấy mình không nói điều. Đây, zoom gần đi nhìn lá mới biết này. Đây nha các bạn nhé. Đấy thấy chưa. Còn vài cái túi khách của mình khoanh thì mình khoanh sâu lắm, khoanh đau lắm các bạn ạ. Năm nào cũng thế thì nó mới có quả được. Cái khoanh mà sợ chết thì không được đâu. Thấy chưa các bạn, nhìn xem. Khoanh là cứ phải thế. Cái khoanh mà các bạn không thấy xuống là nguy hiểm lắm nha. Đây các bạn nha. Thấy chưa, mình như này mình rất thích nhá các bạn ạ. Mình lại như thế mình thích chưa các bạn ạ. Thế cho nên là gần như vườn vải của mình ra nó gần như là cũng tương đối đấy. Cho nên mình sang xem thấy nó tụt xuống là được các bạn nhé. Thế cho nên là các bạn yên tâm. Bởi vì mình là người dân lục ngạn, mình cũng phải học hỏi nhau từng tí mà thôi, chứ mình cũng không phải là
mình có cái bí kíp gì mà mình giấu cho riêng mình hay làm cái gì đâu nha các bạn nhé. Thế cho nên là những mình làm kênh YouTube này cũng thế các bạn nhé. Những anh chị em nào làm kênh YouTube mà làm về những cái cây vải thiều này, vải Thanh Hà, Lục Ngạn, Bắc Giang này nhé các bạn nhé. Hãy nhớ chia sẻ cho quê hương mình và cùng nhau biết làm nhé các bạn nhé. Để nó đạt được cái thành tích và trúng mùa. Chăm sóc cây vải nó quả riết cho nó hoa quả cho nó đẹp, bán cho được giá. Đấy. Cả năm trời trông vào vụ vả thôi các bạn ạ. Thì ở Lục Ngạn này thì gần như là có cái cây cam, cây vải. Đa số trông về hoa màu, cây. Thế cho nên là các bạn cứ cố gắng nhé. Đấy các bạn nhé, nhìn này. Thấy chưa? Các bạn thấy thấy màu vàng chưa? Đấy nhá các bạn nhá. Đây. À, hết nhá. Đây. Không còn xanh ngắt nhá. Này các bạn này, gốc lá bên trong rất xanh nhá. Đúng không? Đấy các bạn này. Thấy chưa? Các bạn lưu ý như mình là đây, cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Đây. Nhà các bạn mà có cái liềm này chẳng hạn này. Các bạn lấy cái liềm cùn này này. Đấy, cái nào dễ thôi, bởi vì mua thì cũng có 20-30 thôi. Nhưng thực sự những cái liềm cũ này vứt đi mình tái chế được và vừa nó rẻ, thứ hai là nó dễ. Bởi cái sắt này mỏng, họ tôi rất rất chi là già nha các bạn nhé. Nếu các bạn muốn đánh gập vào như này ấy, thì là như mình đấy nhé. Thì các bạn lấy cái khò, khò ga mili, khò đỏ vào xong bắt đầu các bạn uốn lại nhé. Uốn nắn lại cho kích cỡ mình thích nó rộng bao nhiêu mình khò vào bằng đấy. Xong mình lại khò đỏ lên, khò đúng độ rộng của mình thì mình lại khò đỏ lên, xong mình tôi lại nha các bạn nha. Thế là xong, ok. Cái này là tôi rồi, là các bạn bây giờ muốn muốn nó bé hơn hay là muốn rộng hơn là không được đâu các bạn ạ. Đấy. Lúc nào là các bạn là phải gọt thử vào cái vỏ bầu, vỏ bí thì chẳng hạn đấy. Đấy nhá. Thì mình thích kích cỡ nào mình làm ấy, một hai cái liềm cùn đầy. Đấy, mình cùng các bạn xem nếu bạn nào cũng có khả cũng có cái kỹ năng nào làm giỏi vườn thì cũng chia sẻ cho quân bán củi biết. Quân bán củi vlog này cũng tham khảo, cũng học hỏi anh chị em, chứ không phải là con bán củi vlog mà cứ suốt ngày làm mà những người không hiểu thì lại bảo là cái nhấy thằng ấy làm chả biết cái gì, toàn đi dạy đời rồi thế nọ đây kia đấy. Mình có những tin nhắn trái chiều thế thì nói thật với các bạn thì nói như thế cũng không đúng, các bạn công nhận không? Các bạn cứ thử xem. Nhà mình thì mình không dỗ nha các bạn nha. Đấy. Mình thường thường mình sang vườn mình hay sang từ đầu giờ chiều là mình sang. Đến 4 giờ, 4 rưỡi là mình phải về nha. Mình lại đi kèm ga rồi mình không thể ở được. Chỉ tranh thủ lúc trưa chiều thôi nha. Đấy, rồi đi sửa chữa các thứ nữa các bạn ạ. Mình không có thời gian đâu. Nhưng mà còn chút thời gian là mình sang vườn ngay các bạn nha. Đây nha các bạn nha, màu vàng này. Chuẩn bị rất đều cho em rồi nha, không sao đâu. Các bạn mà làm vải mà thấy màu này sợ thì hơi run đấy. Đây nha, đây. Đấy, ví dụ như cái này này, cành này mình không khoanh này. Mình bỏ lại này. Các bạn thấy tốc độ xanh như nào chưa? Đấy các bạn ạ. Thế cho nên các bạn phải lưu ý với mình cùng cùng mình làm vườn, cùng mình chia sẻ các bạn nhé. Thì mình cũng cũng muốn các bạn cũng muốn các bạn cũng làm vải, cũng có kỹ thuật, cũng khoanh vải rồi cũng làm được vải cho nó ra hoa nha, quả nó đều hả. Thì mình cũng còn chi phí còn phải trang trải cả một năm rồi, con cái ăn học rồi chăm bón cây cối đấy. Mình thì hôm nay mình sang vườn mình không làm các bạn nhé. Mình chỉ khoanh vài cái mình ghép lại thôi. Thế cho nên các bạn thông cảm cho mình, chứ không phải bảo mình hôm nay dỗi thế xong vườn làm clip. Thế cho nên là mình thì lúc nào dỗi thì mình làm các bạn nhé. Có gì ai mà có cái gì mà hay hay là có gì cứ chia sẻ cho quân bắn củi vlog nha. Thứ hai là mình rất thích học hỏi và nhận xét, mình góp đóng góp ý kiến cho mình với bình luận, comment, bình luận dưới nhé. Chứ mình không khiêm, mình không ấy đâu.
mình thoải mái vô tư lắm, mình không quan trọng về cái vấn đề và khắt khe hay thế nọ thế kia. Kể mình là người bán hàng kinh doanh thật đấy các bạn ạ, nhưng mà khách hàng của mình họ không bao giờ phải nghĩ với mình một câu nào, rất vô tư luôn đấy. Từ buôn bán đến sửa chữa các thứ nhá, mình rất tận tình, mình không quan trọng, không nề hà đâu đấy. Cuộc sống mình nó và cái tính mình nó là thế rồi các bạn ạ. Cho nên là những cái gì mình biết mình có thể giúp đỡ cho các bạn bằng cái cách là mình cho lên YouTube để các bạn có thể đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video mới này, các bạn. Thì các bạn lưu ý là cố gắng đăng ký kênh và ủng hộ chia sẻ cho Quân Bắt Củi Vlog nhé, để làm những cái video mới thì cùng nhau học hỏi thôi các bạn ạ. Nó gọi là cũng như là cái động lực tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng mạng. Mình thì cũng phải bỏ thời gian để đi quay này chứ các bạn ạ, đúng không? Đấy, cho nên là mình như các bạn vậy thế thôi. Mang tiếng người dân Lục Ngạn làm vải thật đấy, nhưng mà cũng không phải đơn giản đâu các bạn nhé. Cũng nhiều người là kỹ thuật là vẫn còn hơi kém đấy, và là trong cộng đồng mạng của dân Lục Ngạn giờ gần như là cái kênh YouTube giờ cũng có nhiều người làm, thế đâm ra là cũng rất tốt. Với những cái anh đi trước mình như là làm kênh như là mình cũng rất cảm ơn. Đấy là cái thứ hai là mình nói chung về làm vườn này, mình có thể mới học mới thầy một tí một vài miếng dự phòng các bạn ạ. Chứ học một thầy mãi thì thầy lại đi 72 thầy 73 này, võ tàu võ tây lúc lại không chống được nhau. Thế cho nên các bạn cứ cái gì hay các bạn học, cái gì không hay thì các bạn thôi, phải không? Thế thôi, có gì đâu. Bởi cái này thì nó thực tế rồi chứ không nói giấu ai được các bạn nhé. Đấy. Mình thì vải thì nhà mình ít thôi, không có nhiều lắm, có mấy chục cây thôi các bạn. Đủ làm. Đấy nhá các bạn này. Thấy chưa? Cứ để cho nó xuống đi các bạn ạ, xuống đi mới thích. Đây, xem lại nốt quanh còn nửa tháng trước đây. Khô giòn nha. Chưa gì vẫn còn đẹp long lanh nha. Thấy chưa? Đây là hiện tượng đã ngả màu nha các bạn nha. Chắc chắn là sẽ ok rồi. Mình thì nó sẽ phải hãy chờ kết quả của tháng 12 nhá các bạn nhá. Cuối tháng 12 sang tháng riêng đi các bạn ạ. Những video lúc nào nảy hoa và lúc nào ra quả là các thứ mình sẽ làm, cố gắng mình làm những cái video này cho các bạn cùng xem nhé. Cho nên là mình biết một chút mẹo vặt thôi, nên đâm ra mình biết cái gì là mình cũng quay lên mình giúp các bạn như thế nhé. Đấy, những cái này thì khô lắm, không sao hết. Khô. Có một số ở trên kia là mới có, nhà mình có bén mấy chục cây nó khỏe quá, xanh đen và hoành nó chảy nước ra là không an tâm mấy. Bây giờ mạn này ra đấy, bằng vải mình này làm sạch sẽ luôn, tinh tươm. Còn nó cũng ốc nha, đi bọc bóng tiếp nữa. Xong này mình cũng xin phép mình phải dừng video mình về đó. Bây giờ quay thêm chút nữa cho các bạn nhé. Đây là vườn, thì nói chung đây nó vườn bát ngát, vườn đây các bạn ạ, nhiều lắm đấy. Cho nên các bạn cố gắng chia sẻ cho Quân Mẫn Củi Vlog nha, ủng hộ và đăng ký kênh để cho nhiều người biết và cùng nhau học hỏi nhé các bạn nhé. Và cách xử lý này quên đấy, xin lỗi các bạn nhé. Này là mình nói nha, đây những cái này mình đây nhá, đây những cây cái hàng trên này là bị ướt này, mình vét lại này các bạn nhé. Nó hơi bị dính một tí vào luôn nhá, liền ngay nữa, nửa tháng luôn đấy.
Đấy. Đây nha các bạn nhé. Cái cách trị của cái khoanh rồi mà vẫn ra lọc này đấy. Cái video trước mình nói là quên đấy. Bây giờ mình nói. Đó là cái cách khoanh này mà để trị lọc này thì các bạn nhiều người hoặc là như đã hôm vừa rồi nếu mà nó có thể quá thì mình dùng một HPC các bạn ạ. Nhưng mà mình lại không thích dùng HPC mấy. Bởi vì dùng cái đấy thì nó có thể nhanh nhất cho mình thôi nhưng mà để sản lượng và chất lượng thì nó lại rất kém các bạn nhé. Đấy. Còn nếu mà cái nhiệt độ mà nắng ấm như dạo này thì các bạn có thể dùng kali trắng được các bạn ạ. Mình không thích động đến những cái môn đấy. Đấy. Quá lắm thì mình phải dùng đến môn đấy đâu. Còn không bình thường là mình phải điều trị nó bằng cái phương pháp này. Đấy nha các bạn nhá. Đấy, nó chỉ như này thôi. Như hôm nay là 25 rồi, gió lạnh lạnh kiểu này nếu như không mưa nữa mình thề luôn. Và nhà mình không thể nhú được lọc. Đấy, đấy là hôm vừa rồi mưa nhiều quá các bạn nhé. Chuẩn đấy, mình khoanh khá đau luôn đấy. Còn không đơn giản đâu. Phải chịu khó mới được các bạn ạ. Làm như những vào cái thời điểm thì như năm nay thì nhiều người thì nói là đồng chí rồi. Đồng chí năm nay đóng muộn thật các bạn ạ. Đồng chí năm nay đóng muộn nhé. Đấy. Đồng chí năm nay đóng muộn lắm. Thế cho nên là thời tiết có khả năng là nó sẽ muộn đi khoảng tầm nửa tháng các bạn nhé. Chứ không đến một tháng đâu. Các bạn đừng tính một tháng là rồi lại vỡ mồm con trồm trồm ra đấy. Nó chỉ xê dịch thế thôi. Không thể đến một tháng nha. Các bạn thừa biết là cứ bảo là bây giờ tháng 4, 2 tháng 4 nhá, phải không? Đấy, thế nhưng mà nó không bao giờ nó chín, bảo là tháng 4, tháng 4 sau là nó phải chín. Chứ không phải đến tháng 5 sau nó mới chín đâu nhá các bạn nhá, cứ để mà xem. Nó gọi nhuận là không phải là nó cứ chờ tháng 5 nó mới chín đâu nhá. Nó phải chín sớm đấy, vẫn thế thôi. Nó chỉ có bằng cái tháng là nó chín rồi các bạn ạ. Thế cho nên các bạn yên tâm. Đấy. Làm vườn thì mình có gì biết mình chia sẻ cho các bạn thôi chứ còn mình chẳng giấu giếm làm cái gì đâu. Thế cho nên là các bạn nếu như các bạn mà biết nhiều về kỹ thuật vải thì nhớ chia sẻ lên kênh và giúp mình nhé, để cho mình cũng còn học hỏi chứ mình cũng không phải là mình chuyên đi làm kênh để đi dạy anh nọ anh kia đâu. Mình thì tính mình khiêm tốn, mình không ấy đâu. Đấy, các bạn cho nên là mình đã biết rồi nhưng mình lại càng muốn biết hơn nữa các bạn. Không nên dừng. Đấy, và tôi biết rồi ôm một mớ bí quyết này, giấu ngà đi rồi thế lọ thế kia hay không. Đó là cái chuyện là quá tầm phào các bạn nhé. Quá tầm phào. Đấy. Mình thì mình nghiệp hết quá nhiều ngày luôn. Ngày gì mình cũng làm được. Nói thẳng câu. Thế nhưng mà mình không có mình dừng ở một cái giai đoạn nào gọi là tôi biết mà tôi không thèm làm hoặc là giấu ngà là không nói thế nọ thế kia không. Cả từ sửa chữa đến làm vườn cho mình làm là mình làm tuốt tuột tuột. Đấy các bạn, tuốt tuột tuột. Thế cho nên là các bạn mình nói thì nói thật, mình làm thì làm thật chứ mình không bảo là mang tính chất và làm nói hay để câu like câu view các thứ các bạn đó nhá. Đấy. Thế cho nên các bạn cố gắng giúp mình hoàn thiện cái kênh trên YouTube này cùng nhau học hỏi. Đấy. Còn các bạn các anh chị nào mà có kênh cũng đăng ký ủng hộ mình cũng đăng ký ủng hộ cùng nhau học hỏi của nhau. Kinh nghiệm để làm nó càng cây hoa cây quả nó càng tốt hơn các bạn nhá. Đúng không? Thế cho nên là rồi nhé. Mình sẽ thời lượng video đây cũng hết rồi thôi. Mình xin phép chào các bạn nhé. Mình video lần sau mình sẽ tiếp tục nói chuyện với các bạn. Còn giờ mình xin phép mình về đây. Còn phải đi kèm củi đi bán các bạn ạ.
Thế cho nên là các bạn nhớ thấy hay nhớ chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Quân Văn Củi Vlog nha. Chào các bạn. Chúc bạn thành công nha.